tôi ở Hà Nội tôi đang đi xe qua ngã tư Khâm Thiên ấy thì phải có một cảnh sát biết quả tin anh đứng im. Thế tôi bảo ô tôi bỏ mẹ rồi, thế tôi xuống xe, thế tôi có cái ID ở đây, tôi bảo dạ bố em in the government, ai phong cảm đi phong nào in the government, mẹ mày nói khá luôn việc điều in the government, if you wanna eat yet in the government, you lên đập phường, ok. Em chào anh, em mới ở America về. Em ở Iowa, yeah. Em đang về đây đi chơi on vacation, you know. Vacation, you know. Em đi xa làm rồi nha. Vậy à? Em thấy mọi người ai cũng đi như vậy à? Đi như vậy à? Là em ở thanh xuân. Và xong mình bảo một câu rồi bảo dạ bố em làm ở in the government, in the government, cùng bên với bọn anh đấy in the government, lần sau em đi cẩn thận nhá in the government, cùng bên với bọn anh đấy in the government. Mình nói điêu mà. Mẹ nhạc như đầu buổi ạ.